Dạ vâng em Toàn Cao Bằng xin trân trọng kính chào toàn thể các bác đang xem video. Hôm nay thì nhóm lại cập bến rất là nhiều mặt hàng đang rừng. Muốn có bán chia sẻ với các bác Phong Lan với giá cực kỳ hợp lý thôi để cho các bác sưu tầm. Các bác mua hàng thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0327 550 678. Số này thì em cũng kết nối cả Zalo luôn. Địa chỉ của em là huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng các bác nhé. Em sẽ điểm qua những cái dòng lan của nhóm đang có trước. Rồi lát em sẽ giới thiệu chi tiết từng mặt hàng cụ thể cho các bác sau. Đây, đầu tiên em có hoàng thảo đùi gà tròn này. Hàng hôm nay em cập bến rất là nhiều và hàng cực kỳ đẹp các bác ạ. Đây, số lượng khoảng 50 cân các bác nhé. Thứ hai là có hoàng thảo tam bảo sắc hoa vàng. Đây, hàng xếp cây rất là tươi đẹp. Đây, cây to đều đẹp các bác nhé. Thứ ba là vẩy rồng này. Thứ tư là hoàng lạp. Thứ năm hoàng thảo nghệ tâm, thứ sáu kiều tím. Thứ bảy là những cái bụi kiếm củng này. Thứ tám là đại lan. Thứ chín là quế trắng tháng 8. Thứ 10 là hoàng thảo kèn rừng. Đây, em đã thuần tại vườn. Và đùi gà trắng các bác nhé. Ngoài những cái hàng kg bên kia em có mấy cái phần này khá là đẹp, em xót qua một vòng rồi lại em giới thiệu chi tiết sau các bác ạ. Đây, có một giò chồn tím rất là đẹp này. Hoa cực kỳ tím đẹp luôn các bác nhé. Hoa tím chưa? Rất là tím. Đấy. Hoa dày tím đẹp quá các bác ạ. Hoa dày hơn cáo. Và có hai cái phần kiều vuông cánh trắng, hàng dề này các bác nhé. Quế nguyên bản, hài một nguyên một cái dề hài. Rất là đẹp. Rồi ok, em sẽ không làm mất thời gian của các bác nữa để em sẽ vào giới thiệu chi tiết từng mặt hàng luôn. Đầu tiên thì em có rêu rừng bản địa Cao Bằng chúng em. Đây, rêu rừng thì em bán 50.000 đồng một cân các bác nhé. Rêu thì giữ ẩm cho cây lan phát triển nhanh hơn. Và thứ hai tạo thẩm mỹ cho chậu lan. Đây, bây giờ các bác mua mấy cân đi các bác úp cái rêu này vào chậu. Đây mình úp vào. Để em thử úp vào một chậu à thôi. Thì các bác úp vào sau các bác nhé. Các bác lấy đi là đặt vào chậu là nhìn sẽ rất là thẩm mỹ đẹp. Nhìn cái chậu lan mình dân dã hơn nhiều. Đẹp hơn nhiều các bác ạ. Mua khoảng 3 cân 4 cân là đi các bác thoải mái trang trí thôi. 50.000 một cân các bác nhé. Tiếp theo thì em có kiếm lô hội hoa đỏ này. Đây, em bán cũng 50.000 một cân. Hàng rất là xanh tươi đẹp. Đây, người dân ngày nào cũng lấy về cho các bác ạ. Và có một số dề đây, đang có nụ này các bác nhé. Có duy nhất cái dề này có nụ thôi. Đây. Đây, cái này chắc khoảng 4 cân. Cái mặt bông của dòng này thì đa dạng lắm. Nên chủ yếu là nó màu đỏ đỏ các bác ạ. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa của kiếm lô hội hoa đỏ. Đây các bác ạ, đây là mặt hoa của kiếm lô hội hoa đỏ này. Nên nó có một màu đỏ tươi rất là đẹp các bác nhé. Hai màu cánh thì nó hơi phớt trắng mà màu chủ yếu là nó màu đỏ này. Đấy. Giá cả hợp lý và bông cũng rất là đẹp. Tiếp theo là đùi gà tròn. Đây, đùi gà tròn lô hôm nay em thấy rất là ưng ý vì nó có nhiều hàng dề. Đây. Đây các bác ạ. Em mua xỉ là em cũng dặn cho người ta là lấy hàng dề cho. Hàng dề cho giá cao một tí cũng được nhưng mà phải hàng dề. Nên là người ta lấy cho hàng dề rất là nhiều các bác ạ. Tuy nhiên em cũng mua giá hơi cao hơn một chút vì mình chọn lấy mà. Nên là em bán 220.000 đồng 1 kg các bác nhé. Cho cái đùi gà tròn hàng dề đẹp như này. Này các bác muốn lấy dề lấy thời thì cũng tùy các bác thôi. Này có như một số dề rất là to đẹp này. Nên đang lên mầm tơ các bác ạ. Đây. Nhiều dề đẹp lắm. Lát em cho các bác xem mặt hoa sau các bác nhé. Nói chung là cái dòng đùi gà này hoa đẹp lắm, đáng để sưu tầm. Cái dòng này cũng dễ trồng nữa các bác ạ. Đây. Đang lên mầm gốc này. Đấy. Hàng em thấy rất là ok, rất là ưng ý các bác ạ. 220.000 đồng một cân. Rồi em cho các bác xem mặt hoa. Đây là hoa của đùi gà tròn các bác nhé. Họng nó có một chấm đen. Đấy, đùi gà tròn họng đen.
cánh tím rất là đẹp, cái dòng này sai hoa lắm mà cực kỳ dễ trồng. Đây là em chụp ở một cái khúc nguyên bản này. Hoa nói chung là dòng này thì giá cả hợp lý và hoa đẹp, dễ trồng, đáng để sưu tầm các bác nhé. Tiếp theo thì em có tam bảo sắc hoa vàng. Hàng thì rất là xanh tươi đẹp đây các bác ạ. Đây, nhìn cây nó rất là đều đúng không ạ? Đây các bác ạ. Đó. Em bán 200.000 đồng một cân các bác nhé. Đây, vòi hoa này đều là cây trưởng thành ra hoa rồi. Đây. Hàng rất là tươi, cực kỳ tươi luôn. Này, tươi như là mình dễ ghép hơn các bác nhé. Lát em cho các bác xem mặt hoa sau. Đây. Các bác mua khoảng 2 cân là mình đi ghép một cái, các bác ghép vào trụ là mình làm một cái trụ to, một trụ khoảng 2 cân 3 cân đi là thành một cái tác phẩm đẹp các bác ạ. Đây em cho các bác xem mặt hoa người ta ghép vào cái trụ to làm tác phẩm đẹp lắm các bác ạ. Đây các bác ạ, đây là hoa của tam bảo sắc các bác nhé. Tam bảo sắc hoa vàng cực kỳ đẹp, với dòng này hoa thơm, nó gần như hàng nhạn vậy các bác ạ. Đây hoa này, cái dòng này nó có hai màu, nhưng mà loại của em đây là loại màu vàng các bác nhé, hoa vàng. Nó có một loại nữa là màu trắng tím. Đây đi các bác ghép vào cái trụ như này này, mình ghép vào một cái trụ to như này là cây sẽ rất là đẹp. Khoảng mất khoảng 5 cân đấy các bác, khoảng 4-5 cân là mới được một cái trụ đẹp. Nói chung là trụ khoảng 2 cân 3 cân thì cũng được rồi, nhưng mà nó không được to đẹp cho lắm. Nên là các bác muốn ghép cái trụ to đẹp thì mình phải khoảng 5 cân. Đây, to như này này. Đấy, cho đáng công các bác nhá. Chơi cho nó sướng. Tam bảo sắc hoa vàng em bán là 200.000 đồng một cân các bác nhé. Tiếp theo thì em có hoàng thảo nghệ tâm. Cái dòng này nhìn nó bé bé xấu xấu vậy thôi chứ ra hoa đẹp lắm. Đấy, 2 tháng trước em có đi cắt nguyên bản ở nhà dân, người ta ghép vào gỗ nhãn ấy, là lúc nở hoa là như là một cái rèm hoa luôn, cực kỳ đẹp. Đấy, bây giờ nó đang lên cái mầm tơ này. Mầm tơ đi các bác ghép mùa này là hợp lý. Em bán là 160.000 đồng một cân. Bây giờ em sẽ cho các bác xem mặt hoa. Đây các bác, đây là hoa của hoàng thảo nghệ tâm này. Đây là em đi cắt từ rừng từ nhà dân về. Đó. Cái ảnh này là cũng khá lâu rồi. Vì hôm trước đợt trước là em vừa đi cắt một lần nữa này. Đấy, cái nhà dân này là lấy 2 lần rồi đấy. Lấy 2-3 lần rồi. Đấy. Người ta ghép vào gỗ nhán này, đẹp chưa các bác? Đây là em cắt về nhà luôn. Đi các bác ghép vào gỗ là nhìn nó đẹp hơn các bác nhá. Đây. Bo tròn vào rất là đẹp. Này. Cắt được 2 cái khúc này. Đi các bác ghép vào, mình bo tròn vào cái chậu nhìn sẽ rất là đẹp. Đây ha. Đây này. Đây các bác ạ. Đó. Đẹp chưa? Đẹp miên man luôn các bác nhá. Đẹp mê ly luôn. Hoàng thảo nghệ tâm em bán là 160.000 đồng một cân. Này, các bác mua khoảng 3-4 cân đi ghép được một cái chậu đẹp. Tiếp theo hoàng lạp này. Hoàng lạp hoa màu vàng cũng rất là đẹp. Đây, mùa này là đang là mùa ghép của hoàng lạp đây. Nó đang lên cái mầm tơ này các bác ạ. Đấy, hoàng lạp các bác lên mạng tìm hiểu thêm các bác nhé. Em bán là 150.000 đồng một cân. Tiếp theo kiều tím này. Đây, kiều tím lá mít rất là đẹp. Đây các bác ạ. Kiều tím thì em bán 350.000 đồng một cân. Hoa của kiều tím thì không thể chê vào đâu được. Nó đẹp nhất trong tất cả các loại kiều đấy các bác ạ. 350.000 đồng một cân. Tiếp theo là vẩy rồng. Vẩy rồng em bán 150.000 đồng một cân. Đây. Cái này là nó thường mọc ở những cái cây cổ thụ. Đây, hồi trước em có chụp quay ở một cái cây cổ thụ đầu làng. Là cái đấy không được chặt. Nên là mới còn ra hoa vàng. Nhìn cực kỳ đẹp luôn. Em cho các bác xem mặt hoa các bác nhé. Đây các bác ạ, ở một cái cây cổ thụ này, nếu mà cái khúc này mà cưa về nhà là quá là tuyệt vời. Thực sự là quá là đẹp các bác ạ. Đẹp chưa? Bây giờ có cái khúc nguyên bản như vậy là chơi là rất là thích các bác nhé.
Đây là cây đầu làng nên không được chặt các bác ạ. Nếu mà được chặt rồi đã không còn rồi. Hoa của vầy rồng là đẹp mê ly. Đẹp mê ly luôn đấy các bác. Dòng này nó cũng sai hoa lắm đây này. Lan vầy rồng em bán là 150.000 đồng một cân các bác nhé. Đây, hàng dề rất là đẹp. Đây, đây hàng dề màng này đi các bác ghép vào luôn này. Có một số dề còn lấn cả nghệ tâm nữa các bác. Tiếp theo thì em sẽ đến với những cái hình lan em đã ghi giá cụ thể. Trước khi vào giới thiệu những cái hình thì em sẽ cho bác xem mặt hoa của dòng lan hoàng thảo kèn trước. Đây em giới thiệu hoàng thảo kèn trước này các bác nhé. Kèn là một dòng lan đẹp nhất Việt Nam và sai hoa nhất, đáng để sưu tầm. Hàng em trồng cũng nó đang phát triển, đang ăn rễ vào chậu dần dần thôi. Đây, cây rất là khỏe này các bác. Đây là hoa của hoàng thảo kèn các bác nhé, cực kỳ tím đậm và cái hàng của em trồng là đã nở hoa tại vườn rồi nên là các bác cứ yên tâm, hàng em chuẩn hàng kèn 100% đã nở hoa tại vườn đây các bác ạ. Đẹp nhất Việt Nam và cái dòng này nó sai hoa nhất, cực kỳ sai hoa, cực kỳ đẹp các bác nhé. Rồi, bây giờ em sẽ ra ngoài để giới thiệu từng giò để cho các bác. Đầu tiên là hình số 1 này, 300.000. Cái hoàng thảo kèn là giống nó đắt rồi các bác nhá. Đây các bác chơi thì mới biết rồi. Giống kèn thì rất là đắt và bây giờ nó hiếm. Nó không có nhiều ở trên thị trường nữa. Em bán là 300.000 cho hình số 1, có rất là nhiều ngọn này. Cái thân già năm ngoái đây nó rất là sai hoa. Đây, cực kỳ sai hoa. Ngọn thì bây giờ đang phi ào ào, phi như ngựa luôn các bác nhé, rất là khỏe. Đây, nó đang ăn vào chậu dần dần, hình số 1 300.000. Tiếp theo hình số 2 350.000. Cái hình này là cái thân đây, cái thân tơ này rất là khỏe này, rất là lực. Những cái thân già nó cực kỳ khỏe các bác nhé, à cực kỳ sai hoa năm ngoái đấy. Đây, mầm tơ đây, đang lên. Được cái mầm kia khỏe quá các bác. Tiếp theo hình số 3 là cũng 350.000. Cái này các bác lấy đi làm giống là quá tuyệt vời này, vì nó có nhiều ngọn, dề bé thôi nhưng mà nó nhiều ngọn, nhiều dề lắm. Cái này em áng chừng ít nhất cũng phải 15 ngọn trở lên, 15 ngọn trở lên các bác nhé. Này, đi làm giống là quá là tuyệt vời. Và hàng đã nở hoa tại vườn, hoa tím lịm luôn, đảm bảo với các bác là hoa tím lịm luôn ạ. Hình số 3 là 350.000. Tiếp theo hình số 4 này. Hình số 4 là cũng rất là nhiều ngọn. Này, thân già năm ngoái này nó sai hoa chứ. Rất là nhiều ngọn, em cũng áng áng nó tầm khoảng 15 ngọn trở lên. Là 350.000 cho hình số 4. Tiếp theo hình số 5 này. Này thì hai hình này như nhau các bác nhá. 3 4. Tiếp theo hình số 5 này 300.000. Này, cái hình này nó ít ngọn thôi nhưng mà cái ngọn nó to hơn các bác nhé. Ngọn to khỏe hơn thì đồng nghĩa với nó sẽ sai hoa hơn, cây nó mập mạp lực hơn đấy. Làm giống thì không bằng cái hai cái chậu bé kia. Hình số 5 là 300.000. Tiếp theo hình số 6 này. Hình số 6 là 300.000 này. Hình này thì ngọn cũng khá là nhiều. Ki đây, cái thân già năm ngoái đây nó sai hoa chưa? Ki đây. Ki này là lấy xuống chậu được rồi. Hình số 6 là 300.000. Tiếp theo hình số 7 đây. 280.000. Đấy, hình này thì có 4 ngọn các bác nhá. 4 ngọn cũng rất là đẹp này. Ngọn rất là khỏe lực này. Đây. Hình số 7 là 280.000. Tiếp theo hình số 8 này là 280.000. Ngọn thân già năm ngoái rất là sai hoa này. 1, 2, 3. Hình số 8 là 280.000. Tiếp theo hình số 9 này. Hình số 9 300.000. Đây. 1 ngọn, 2 ngọn,
ba ngọn, bốn ngọn, ngọn này nó bị gấy, nó lên mầm mới, rất là khỏe đẹp các bác nhá. Hình số 9 là 300.000. Tiếp theo em có mấy cái chậu đùi gà trắng này, hàng kia em nhân ra này. Đây, em cho các bác xem mặt hoa trước nhỉ. Hàng thì đã nở hoa tại vườn rồi nên là các bác cứ yên chí mua. Đấy, nhìn cái thân này các bác biết rồi, đã chơi là biết rồi. Đây các bác nhá, đây là hoa của đùi gà trắng này. Hàng em nở hoa tại vườn em quay để này. Đây, tại vườn em luôn. Đây, cánh bầu, họng có một chút phớt hồng. Trắng tuyền họng phớt hồng rất là đẹp các bác ạ. Đây, đây hài hết lên. Đây các bác ạ. Vào clip cho các bác xem. Đấy. Nhìn thích lắm các bác ạ, lúc nở hoa cái cánh nó bầu căng lên nhìn cực kỳ đẹp. Các bác mua cái kia đi làm giống khoảng 2 năm là sẽ có một chậu đẹp các bác nhé. Hàng em nở hoa tại vườn rồi nên là các bác cứ yên chí. Em nhân giống ra để chia sẻ cho các bác sưu tầm. Hình số 10 này em bán là 250.000 kia. Kia 52 rồi đấy các bác ạ, đây, rất là khỏe rồi. Đây. Đây, kỳ 52 rồi. Khá là nhiều kỳ các bác nhé. À, em bán 250.000 cho hình số 10. Tiếp theo hình số 11 này. Một chậu là 400.000. À, có mấy cái thân tơ đang lên rất là lực này. Một thân, hai thân, ba thân, bốn thân tơ. Cái thân này là thân tơ năm ngoái. Thân già này. Đây các bác kích làm kỳ cũng ok. Như là hình số 11 400.000. Tiếp theo hình số 12 này, cái hình này đẹp nhất. Cái mầm tơ nó lực cực kỳ khỏe, phi ao ao luôn. Cái này trong năm ra hoa sẽ rất là thích. Hình số 12 em bán 1.200.000. Đi các bác thay cái chậu sành sứ hoặc là chậu gỗ cho nó đẹp các bác nhé. Em trồng vào chậu nhựa để cho nó dễ vận chuyển, dễ đóng hàng, nó đảm bảo hơn. Khá là nhiều thân tơ, cái này thì cũng phải chục thân trở lên rồi. Thân tơ phát triển cực kỳ khỏe. Em bán 1.200.000 cho hình số 12. Tiếp theo hình số 13 này là một cái giọt trồn tím. Hoa thì cực kỳ dày luôn các bác nhỉ. Dày hơn cáo. Hoa cực kỳ tím đẹp. Em bán 250.000. Hàng xếp rất là đẹp các bác. Đấy. Xếp rất là đẹp các bác nhé. Hình số 13 em bán 250.000 để cho các bác sưu tầm. Tiếp theo em có kiều vuông cánh trắng này, hai phần. Đây, lá mít cực kỳ đẹp này các bác. Lá to lắm. Lá to bằng bàn tay em luôn này. Em bán 250.000 cho hình số 14. Đây, đây là có một rề, nguyên một cái rề bản lá to này, xong là có mấy cái rề bé bé nữa. Đây, mấy cái rề bé bé này. Cái gì bé bé này em cắt lá đi một số vận chuyển về nó bị hỏng lá. Này, em bán 250.000 cho hình số 14. Này, khá là nhiều các bác nhé. Lúc em lấy về là nó cũng khá là nặng đấy. Này, cân thử cho các bác xem. Bảy lạng rồi đấy các bác ạ. Bảy lạng rồi. Cái dòng này nó cũng khá là cao, với giá như này là hợp lý. Tiếp theo hình số 15 là 300.000, nguyên một rề này. Đây, nguyên một rề đẹp lắm này. Rề này chắc cũng tầm đấy các bác ạ. 6-7 lạng, 7 lạng. Nên nguyên một rề các bác nhé. Em bán là 300.000 cho hình số 15. Tiếp theo hình số 16 là em có quế trắng tháng 8. Đây, em bán 300.000. Đây, cái này bán lá 4 sen các bác nhé. Mà lá rất là to, em đo cho các bác xem này. Đây, không thấy cái thước các bác ạ. Đây, các bác nhìn là biết rồi các bác nhé. Bản lá nó hơi khoảng 4 sen.
đi các bác trồng ươn ươn lên kiểu này này, nhìn nó sẽ rất là đẹp. Và có thêm hai cây xếp xếp rụt thịt này, lại hai cây xếp này, ba ngọn. Tổng chỗ này là vừa có 300.000 các bác nhé, cho hình số 16. Tiếp theo hình số 17 là một cái khúc nguyên bản này. Đây, nguyên bản chắc luôn, bám ở cực kỳ chắc luôn. Đây, 1, 2, 3, 4 ngọn, nhìn rất là đẹp này các bác ạ, nhìn rất là đẹp các bác nhé. Em bán là 500.000 cho hình số 17. Tiếp theo hình số 18 là em có hài vệ nữ này. Đây, nguyên một cái dề em bán 150.000. Đây, một cái dề các bác nhé. Dề một bụi này đi các bác trồng thích lắm này. Đi mình chỉ cần đặt xuống chậu thôi. Đây, nhìn rất là đẹp các bác ạ. Hình số 18 em bán là 150.000. Tiếp theo em có bốn cái phần đại lan Huệ Đồng. Đại lan, cái giống lan to nhất Việt Nam. Trước khi vào giới thiệu từng hình thì em cho các bác xem mặt hoa của đại lan trước các bác nhé. Hoa rất là đẹp. Đây các bác ạ, đây là hoa của đại lan này. Đây, hoa của nó cũng cực kỳ to như hoa của cầm báo luôn. Đây, và cây của nó rất là to đấy ạ. Có một số cây lên đến 15 cân. À, cây bây giờ em đang bán là cây tầm trung thôi các bác nhé. Đây, hoa thì cũng đáng để sưu tầm. Bông to như cẩm báo và hoa độ bền khoảng 2 tháng. Dòng này cánh dày nên hoa rất là bền các bác ạ. Hình số 19 em bán là 150.000. Cây một mẹ một con. Em đoán cây này nặng khoảng 3 cân. Tính ra cân vừa có mấy chục một cân. Hình số 19 là 150.000 các bác nhé. Đã, cây rất là to đấy. Tiếp theo hình số 20, 150.000. Đây, cây cực kỳ to. Bản lá cũng dày đẹp. Wow, cây này đẹp quá các bác ạ. Đây. Cây này xếp đẹp, lá ngắn đẹp chưa. Đây. Đây là hình số 20, em bán là 150.000. Có hai cây. Tiếp theo hình số 21 này là 150.000. Đây, có cây xếp thẳng cực kỳ đẹp này. Lá dày đẹp lắm. Nó không phải là cây không phải to quá, hàng này trồng là vừa. Đây. Wow. Cây này lá dày đẹp quá này. Đây. Lá xứng đáng là loại lan to nhất Việt Nam các bác nhé. Hình số 21 là 150.000. Có một cặp. Tiếp theo hình số 22 này cũng 150.000 một cặp. Wow, cây này đẹp quá các bác ơi. Cây này nhìn lá dày cộp, cây ngắn ngắn xếp rụt rịt luôn, cực kỳ đẹp. Hình số 22, cặp này em bán là cặp nào cũng 150.000 các bác nhé. Cho hình số 22. Tiếp theo hình số 23 là kiếm khủng. Đây các bác chơi là chơi những cái dề khủng như này là mới sướng này. Chơi hẳn dê khủng luôn và giá cả em bán cực kỳ hợp lý đó. Đây là hình số 23 em bán chỉ có 300.000 cho một cái dề kiếm khủng, rất là khủng luôn các bác ạ. Cây lá dày, nó có nhiều lá, nhìn nó rất là xanh tươi đẹp. Đây, em quay xa cho các bác xem này. Cái dề này là to nhất các bác nhé, 3 dề 4 dề, cái dề này to đẹp nhất này. À, em bán 300.000 cho hình số 23. Tiếp theo hình số 24 này em bán là 250.000. Cái dề này thì cũng rất là đẹp. Hai cái dề này như nhau, lá dày xanh, lá rất là xanh tươi đẹp. Hàng dề này đi là mình đặt vào chậu luôn các bác nhé. Hình số 24 250.000. Tiếp theo hình số 25 này là cũng 250.000. Cái dề, ủa, cái dề đẹp quá. Nhìn nó tròn tròn, nhìn rất là đẹp, bo tròn vào. Dày lá, bo tròn, nhìn đẹp. Em cùng bán 250.000 các bác nhé.